Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị làm một món sữa. Đó là mình sẽ làm sữa đậu nành và mè đen. Nguyên liệu để mình thực hiện món sữa đậu nành mè đen này là mình đã chuẩn bị 200g đậu nành, mình đã ngâm qua đêm, rửa sạch. 100-120g đây là mè đen. Cái mè này thì mình có thể gia giảm tùy theo cái khẩu vị mình thích nhé. Mình thích cái mùi mè nhiều thì mình có thể cho mè nhiều hơn một chút. Sữa đặc có đường và 2 bịch sữa tươi có đường. Ở đây thì mình không sử dụng đường, mình chỉ dùng sữa đặc và sữa tươi thôi nhé. Còn nếu các bạn muốn ngọt hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm cái sữa thêm đường nhé. Bây giờ thì mình sẽ mang mè đi ra. Mình rang để nhỏ thôi nhé. Cho khi nào đến lúc cái mè của mình nó thơm là được. Đây, mè mình rang nó đã có mùi thơm. Mình rang mè để cho có mùi thơm là được nhé. Bây giờ mình sẽ tắt bếp đi và mình sẽ mang mè xay cùng với đậu nành. Bây giờ thì mình sẽ xay sữa nhé. Đối với 200g đậu nành và 120g mè đen thì mình sẽ sử dụng từ 2 đến 2 lít rưỡi nước. Ở đây mình sẽ xay 2 lần nhé. Ở đây mình là sử dụng hơn 1 lít nước. Sử dụng hơn 1 lít nước, mình sẽ cho đậu vào. Mình cái đậu nành này thì mình không, hôm nay mình không có đãi cái vỏ đi nhá. Tại vì mình nấu với cái mè đen này thì mình cũng không cần cái sữa nó trắng hết. Nó cũng đen rồi nên là mình không có cho mẹ, không có đảo cái vỏ đi nhé. Đại ca này mình nó vừa la hết. Mình sẽ xay. Cái này mình xay càng nhuyễn càng tốt để mình lọc đi thì cái sữa của mình nó sẽ mịn. Sữa nó xay sống thì nó hơi căng căng. Sau khi mình đã xay xong và lọc xong thì bây giờ mình sẽ lọc lại một lần nữa nhé. Mình thu được cái sữa đậu nành mè đen rồi nhưng mà mình sẽ lọc qua một lần nữa. Cái sữa của mình nó mịn, nó bị cạn. Mình xay nhuyễn đó, nên là nó có cặn nhiều lắm. Mình lọc lại lần 2 này là sẽ cảm thấy nó mịn hơn rồi. Đấy. Vì mình xay cả nhuyễn thì cái qua cái dây này được. Sau khi mình lọc xong lần 2 thì mình đã thu được cái sữa của mình đây khoảng 2 lít. Bây giờ mình sẽ cho cái phần sữa tươi và sữa đặc vào và mình đun nhé.
một muỗng bự này. Bạn có thể gia giảm cái lượng sữa phù hợp với các khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình bật bếp lên một lần. Nhiều bạn thì chỉ cho mình sữa đặc, cũng có thể các bạn cho mình sữa đặc hoặc là đường thôi, không cần bỏ sữa. Nếu mà mình không thích uống sữa thì mình không cần bỏ sữa, nhưng mà mình ở đây thì mình thích cái vị béo mạnh, mình thích cái sữa nó béo mạnh nên mình cho cả sữa tươi nhé. Mình nó sôi lên như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Cần đối với cái sữa này thì mình có thể để mình nấu mình buổi sáng thì mình uống nóng hoặc là uống lạnh nhé, rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Nó buổi sáng sớm các bạn nhìn thấy nó ra cái màu của vẫn gần như sữa mẹ đen nhưng mà nó không đậm như sữa mẹ đen. Đây bây giờ mình sẽ múc ra nhé. Bây giờ mình đã múc sẵn ra một ly sữa đậu nành mè đen. Cái này thì nó giống y hệt cái màu mà của sữa mè đen á, nó chỉ nhạt hơn một chút thôi. Vậy là mình đã vừa hoàn thành xong món sữa đậu nành mè đen. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.